Thuận đọc được mấy cái câu mà trên mạng là đúng là vai diễn chọn diễn viên cũng cũng có phần đúng, tại vì Thuận nghĩ khi mà bước vào cái vai diễn này thì lúc mà đầu tiên đến cast thì Thuận nghĩ là chắc mình không được chọn đâu, thôi mình cast cho vui thôi, tại vì Thuận nghĩ là với cái vai diễn này chắc khoảng 5-6 năm nữa thì mình mới có đủ kinh nghiệm để diễn được vai này. Nhưng mà qua từng vòng casting thì mình tìm được cái mấu chốt tâm lý, mấu chốt của nhân vật và mình phát triển nó lên thôi. Và cái vai diễn này Thuận nghĩ là Thuận tin chắc luôn là tất cả các diễn viên nam đều ao ước có được một cái vai như thế này để thể hiện. Thì bởi vì trong kịch bản á, cái vai nó đã quá hay rồi. Có điều là bây giờ mình phải làm sao cho từ trong giấy làm cho nhân vật nó sống động hơn và nhiều màu sắc hơn. Coi phim Thanh Sáu thì chắc là mọi người sẽ không có thích nhân vật của Thuận đâu. Nhưng mà đặc biệt là Thuận á, thì Thuận phải tìm hiểu và phải yêu mến cái nhân vật Hải Cho Điên này rất là nhiều để thể hiện được đó. Nhưng mà cho Huy hỏi là lúc mà mình casting nó có kỷ niệm nào đặc biệt không mà Thuận nhớ về cái việc đó là phải rất là khó khăn trong cái việc để mình được nhận vào cái vai diễn này. Có một cái là lúc mà Thuận vừa đóng xong Bảy Ngọt Ngào á là nhảy qua cast Thanh Sói luôn. Là lúc đó cơ người mình cũng rất là ốm, đang rất là ốm luôn, tự nhiên bước vô cái nó hợp vai. Mọi người chia sẻ lại với Thuận như vậy, bước vô cái là hợp đúng cái kiểu mà một người giang hồ rồi xã hội đen hay dùng cho kích thích. Đó, thì bước vào thì đã rất hợp vai rồi. Chỉ có diễn thôi và chị Vân phải cast Thuận tới 4-5 lần luôn. Có nghĩa là cast Thuận xong rồi cast Thuận thêm lần nữa, xong rồi cast Thuận cùng với những người bạn diễn, xong rồi những người bạn diễn đó sẽ được chọn ra còn hai người, thì lần cuối cùng là Thuận được cast với anh Sung luôn. Nói chung là bên Studio 68 thì mọi người sẽ thấy được là mọi người chọn diễn viên rất là kỹ luôn, và training diễn viên cũng rất là kỹ nữa. Nhưng mà thật sự giống như Thuận nói là lúc đầu Thuận đi cast thì Thuận cũng không nghĩ là mình được chọn. Tại vì thật sự ra là cái nhân vật trong cái bộ phim đó với Thuận thì có vẻ như là nó khác nhau khá là nhiều. Nó không có giống, không có gì Đúng, là Thuận chính luôn. xác. Vậy thì cái việc mà bạn nuôi dưỡng cái cảm xúc của mình á, mọi thứ nó như thế nào, về cả kỹ năng nữa. Thuận thấy đó là một cái khó khăn nha, tại vì từ trước đến giờ Thuận từ kể cả trong sân khấu cũng vậy, Thuận lúc nào cũng kiểu đóng vai đẹp trai soái Đúng, chính ca, xác. rồi lúc nào cũng là một người tử tế, rất là người một người rất là hiền, nhưng mà Hải thì khác, Hải hoàn toàn trái ngược lại. Cái điều khó khăn của Thuận đó chính là phải bỏ hết những cái hình ảnh mình đang có hiện tại để bước vào vai của Hải, gạt bỏ đi những hình ảnh soái ca, gạt bỏ hết mọi thứ để bước vào Hải. Đó là những ngày mà Thuận ngồi ở ngoài quán cà phê, ngồi một mình ở muốn kịch bản, xong rồi trong phim nhân vật phải hút thuốc, Thuận phải tập hút thuốc, xong rồi có những câu chửi thề mà thật sự luôn á, là đó giờ mình không chửi thề, mình khi mà mình chửi thề á mình thấy rất là ngượng miệng, mà lúc đó mình diễn vai đó mà, cho nên mình phải tập chửi sao cho nó quen miệng để bước vào cái vai thoại á, nó rất là phải, nó phải buộc diễn đạo diễn phải buộc là phải thật là tự nhiên đó. Xong rồi Lúc mà tập chủ thể thường thường tập với ai thay tập mình? không tập Có mình mượn có thôi, ai bạn bè nào đó ra tập để cho lấy cái cảm xúc không? không 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 dám tập. Ê, có tập với anh Luân nha. Có À tập với anh Sâu vậy Luân. Nhưng mà khi mà cái thời gian tập nhiều nhất là vẫn là một mình. hả? Tại vì Toàn thấy Hải Hải Chối Đi mọi người hay Hải CD đúng là cái kiểu Hải cô đơn luôn, cái nhân vật nó cứ kiểu nó một mình trong cái tâm lý của nó thôi. Xong rồi thì phải tìm thêm những cái là mình phải, tại vì nhân vật đó sử dụng chất kích thích rất là nhiều mà mình cũng chưa luôn, mình cũng chưa bao giờ luôn, mình cũng hỏi là hỏi những người đã xung quanh những người đã như thế đấy, xong rồi mình tìm những cái thông tin ở trên mạng nữa, thì tại vì cũng biết là chất kích thích là có rất là nhiều loại, thì mình phải chia loại ra cảm giác lúc đó sẽ như thế nào và Hải sẽ sử dụng cái loại chất kích thích gì, rồi Hải ăn mặc như thế nào, rồi đi đứng ra sao, rồi cách nói chuyện, rồi thậm chí là Thuận coi phong thủy của cho Hải luôn mà, Thuận coi phải làm mạng gì, đó phải làm mạng gì, rồi tính cách nóng Thuận chọn là mạng hỏa, rồi cho nên là tính cách lúc nào cũng nóng hết, nó đụng cái là nó nóng lên và nó giải quyết cái nóng đó bằng cái kích thích thôi. Wow, mọi bạn cũng thấy rằng là để chuẩn bị cho cái vai diễn Hải Cho Điên này trong Thanh Sói của Thuận thì không hề đơn giản ha. Không, đặc biệt là cái chỗ mà Huy có xem thì Huy có để ý rằng là những cái cảnh mà nhân vật ví dụ như là một mình trong đó, ví dụ như là Hải Cho Điên đó, thì cái việc mặc dù như sử dụng chất kích thích hay này kia, thế là Thuận diễn rất là tốt. Thì đâu Huy mới nói rằng là thật sự ra là đây là một cái bạn mà bạn nghiên cứu về tính cách của nhân vật rất là kỹ thì mới có thể mà nhập vai được như vậy. Nhưng mà còn trong quá trình mà mình bắt đầu mình được nhận rồi nè, xong rồi mình tham gia mình diễn xuất cùng với những người bạn của mình,
chị Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, Rima hay là Song Luân, cùng với lại cái team bốn anh chàng mà đầu gấu đó, thì có điều gì đặc biệt hay không? Và bạn thấy rằng là khi mình làm việc chung với mấy cái bạn nữ, hôm bữa trước thì có hỏi một lần trong họp báo, có nói là có ngán bạn nào khi mà tham gia đóng chung hay không, thì Thuận nói là không có ngán gì hết, cuối cùng là mấy bạn này cũng chết trong tay của em thôi, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà trong lúc on set thì mọi thứ như thế nào? Trong lúc on set thì mọi thứ nó, mọi người sẽ nhìn Thuận rất là sợ. Thuận nghĩ là như vậy, và mọi người cũng chia sẻ lại với Thuận là như vậy. Tại vì khi Thuận bước lên set là Thuận đã là vai hải rồi. Khi mà bước vào set là Thuận chỉ ngồi một mình, không ai lại gần hết. Mặt lúc nào, mắt thì lúc nào cũng lờ đờ hết. Và mọi người thường trong set thì, đặc biệt là chị Tiên, thường nói những câu chuyện vui cho mọi người thoải mái. Nhưng mà thì Thuận thì không. Những chỗ đó thì không bao giờ có Thuận ở chỗ đó hết. Bởi vậy á, những cái ngày workshop á, thì mọi người sẽ rất là gần gũi. Nhưng mà bước vào on set rồi á, thì Thuận cách xa với mọi người liền. Nên là giống như là mấy anh chị nhà sản xuất cũng chia sẻ là khi mà thấy Thuận vào set là thấy mọi thứ bắt đầu nó căng thẳng và nó vào cái tâm lý của nhân vật rồi. Và nói chung là Thuận đã sống, mà thật sự cũng cảm ơn mọi người nữa. Tại vì không gian mà mọi người dựng ra nó làm cho Thuận giống như là mình đang được ở trong đó. Và cái chỗ đó là nhà của mình luôn. Và mọi người xem phim thì mọi người nên xem phim đi. Đặc biệt là những người thích những cái retro, thì ekip của Studio 68 là dựng lại hết tất cả mọi thứ, nó giống như cái thời đó luôn. Không, Huy nghĩ là có nhiều bạn khán giả đang theo dõi chương trình, mấy bạn đã xem phim rồi và nhiều cái bạn sẽ chọn đi xem phim lần thứ hai, lần thứ ba. Tại vì có một cái bạn khán giả có nhắn tin cho Huy, nói là hỏi anh Thuận, nói là em biết rằng anh Thuận là một người có ngoại hình sáng đẹp, body rất là mềm, thì không biết là trong quá trình mà anh Thuận tham gia những cái cảnh đánh đấm nó có bị xước mẻ miếng nào cái thân thể của anh Thuận hay không. Thì anh Thuận chia sẻ với các em, rồi các em nó cũng rất là quan tâm tới điều này ở anh Thuận. Nè, nói về cái này thì trong phim này là nói về đả nữ, cho nên là những bạn nữ sẽ đánh rất là nhiều. Hải thì không đánh cảnh nào cả. Hải nhân vật Hải thì chỉ diễn tâm lý thôi. Nhưng mà mấy bạn nữ đánh rất là nhiều, nhưng mà bị thì ít. Nhưng mà Thuận không đánh cái gì mà bị mới ghê. Đó, thấy chưa? Hỏi vậy cho nên các bạn mới hỏi. Rồi, trả lời với bạn đi kia. Có bị. Giờ nếu mà mọi người để ý, Thuận sẽ bị một cái sẹo lồi ngay chỗ này. Ai làm? Chị của Thanh Vân làm. Có nghĩa là cảnh đó hai chị em diễn với nhau cũng không có trách được. Tại vì lúc đó là mình rehearsal, là mình diễn tới đó thôi, mình chỉ diễn tới đoạn đó thôi. Xong rồi chị Vân vô set, chị Vân nói nhìn cái, tại vì lúc đó cũng là không có lấy chị Vân, chị lấy Thuận thôi, để máy cận dưới đi, chị lấy Thuận thôi. Thấy diễn sung quá, xong rồi chị Vân diễn giọng bùm bùm bùm, cầm cái cán súng á, giọng vô mặt, là trước khi giọng là đã cắt rồi, nhưng mà thấy Thuận diễn sung quá, chị Vân làm tới luôn. Xong rồi cũng lấy được luôn, lấy được nguyên cái đoạn sau của Thuận luôn. Nhưng mà cuối cùng là mọi người thấy cái máu trên miệng nó chảy xuống là máu thiệt luôn. Là chị Vân. À, là chị Vân. Không ai hết là chị ba. Tố cáo chị Vân.